Dạ, Trần Nam mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam nha. Dạ cô chú anh chị ơi, thì bây giờ Nam mới cập nhật cái được cái thông tin đó cô chú anh chị. Thì hồi trưa thì Nam cũng có chia sẻ một video là tạm chia tay, nhưng mà trên cái đường đi là Nam cũng chưa có thời gian để đăng được cho bà con xem. Thì mới lúc chiều này thì Nam mới chia sẻ được cái video đó. Đó. Và cái video thứ hai là video sư Minh Túc, đó là trong đoàn của sư Minh Tuệ. Thì bây giờ thì Nam cập nhật cái thông tin mới chính xác 100%. Đó thì sư Minh Nhận và sư Chí Hải được lực lượng hỗ trợ đưa ra bến xe và để về lại địa phương. Và còn sư Minh Nhận thì Nam nghe đâu đó là được liên hệ với gia đình và để gia đình lên đón về. Và còn thời gian tới nữa cô chú anh chị thì không biết là sư Minh Nhận với sư Chí Hải có đi khắc thực tiếp tục hay không, hay là tu tại gia ở nhà, hoặc là tìm một nơi nào đó ẩn tu á, thì cái đó là mình chưa biết và mình cũng xin cũng không biết được, thì mình không nên chia sẻ phần đó. Thì khi nào mà Nam trong thời gian tới mà Nam cập nhật được thông tin thì Nam cũng muốn chia sẻ những thông tin mới cho tất cả bà con cô bác mình theo dõi trong những ngày qua. Và hành trình mà Nam chia sẻ cho mọi người xem á cô chú anh chị, thì hình ảnh của sư Minh Nhận và sư Chí Hải đó như thế nào thì Nam đã cập nhật lên tất cả trên video trên đó. Và hai sư về nhà cô chú anh chị, nói chung là bình thường nha cô chú anh chị, không có gì hết, cho nên mọi người là cứ yên tâm đó, đừng có lo lắng đó. Bây giờ cô chú anh chị cứ yên tâm và tin tưởng là những anh em Trần Nam cũng như anh Duy Minh chia sẻ thông tin như vậy thì rất là chính xác đó. Tại vì khi mà mình biết được cái thông tin chính xác thì mình mới dám lên chia sẻ, chứ không phải mình tự nhiên mà mình lên khơi khơi được đó. Phải có thông tin thì anh em tụi con mới lên chia sẻ. Thì một lần nữa Nam cũng muốn gửi đến bà con cô bác mình đó để biết được thông tin như vậy. Tại vì thông tin này Nam với anh Duy Minh cũng mới nhận đây thôi, cho nên thì tranh thủ khi mà nắm được thông tin được thì Nam mới tranh thủ lên một video ngắn để chia sẻ cho bà con cô bác mình được nắm, để cho mọi người yên tâm. Tại vì hồi sáng Nam cũng có chia sẻ một video buổi sáng mời sáng đó, rồi từ lúc đó thì hai anh em đi về thì tới nghỉ ngơi ở trong đường hơi xa, thì nghỉ ngơi ăn uống thì tới trưa thì mới tranh thủ lên video đó. Thì mà mong bà con mình thông cảm và quan hỷ, tại vì hai anh em là đi xe máy cho nên là cũng không có thời gian nhiều đâu, rồi cho nên là khi nào mà rảnh thì mới chia sẻ được thông tin lên cho bà con mình nắm, để cho bà con mình được yên tâm đó. Và một lần nữa Nam cũng cảm ơn tất cả bà con mình đã theo dõi kênh của Trần Nam trong những ngày vừa qua. Hành trình của sư Minh Nhận và sư Chí Hải đi bộ hành như thế nào thì đó, Nam chia sẻ những cái hình ảnh rất là đẹp cho tất cả bà con mà mình khi mà sư Minh Nhận và sư Chí Hải gieo duyên đi qua tuyến đường đó, một hình ảnh nói chung là vô cùng đẹp. Cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Và tạm thời Trần Nam cũng xin kết thúc video tại đây. Và cảm ơn tất cả bà con cô bác mình đã ủng hộ kênh. Và khi nào mà có thông tin thì Trần Nam sẽ tiếp tục cập nhật cho bà con cô bác mình được biết thông tin thêm về sư Minh Nhận và sư Chí Hải. Và Nam cũng xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chào.